Cách giúp các chị thoát khỏi căng thẳng mệt mỏi mỗi khi về nhà là gì, các chị em vào đây xem nhé. Chị Huyền là một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, hiện tại chị đang sống trong căn phòng này. Chị nhiều đồ, không có chỗ để, nhìn rất lộn xộn và chị chia sẻ mỗi lần đi làm về. Nhìn vào không gian và bối cảnh này thì chị cảm thấy rất tức mắt và không thấy vui chính, vì vậy chị đã gọi công ty để cầu chúng tôi qua đo khảo sát và thiết kế làm lại nội thất cho chị. Và đây là thiết kế body. Phải sửa thiết kế đến 30 lần chị Huyền mới ưng và chốt được thiết kế. Các anh em thợ ở xưởng thi công lắp đặt cho chị. Toàn bộ phần gỗ của giường tủ chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ sồi tự nhiên, sơn in châm cao cấp đến nhập khẩu mịn đẹp từ những chi tiết nhỏ. Và đặc biệt phần cánh tủ, chúng tôi làm cho chị Huyền bằng khung nhôm cửa lùa, nhập khẩu mạ ở đơn kết hợp với kính trà 5 ly, giúp chị Huyền xô ra được các bộ cánh mà chị Huyền yêu thích. Kết hợp với ánh sáng đèn LED, tạo hình bậc thang cách điệu và nó là điểm nhấn trang trí cho cả phòng luôn. Phần khoảng tường cuối giường chúng tôi thiết kế thêm hai bức vách, ở giữa có gương trà để tạo thêm không gian sự tươi mới trẻ trung, giúp chị Huyền có cảm xúc giống như được sống với tuổi đôi mươi. Toàn bộ tông màu chúng tôi sơn làm sơn trắng kem in trầm cao cấp với tông màu trắng giúp không gian được sáng và hiện đại. Sau khi lắp xong, chị Huyền chia sẻ rằng từ bé đến giờ chị chưa bao giờ được sống trong một căn phòng đẹp sang hiện đại đẳng cấp thế này. Từ khi có căn phòng mới này, mỗi lần chị đi làm về, vào trong không gian này chị bớt căng thẳng, cô đơn và thấy yêu đời hơn và ngủ ngon hơn. Thấy chị vui như vậy, chúng tôi thấy thiết kế 30 lần cũng xứng đáng. Chúng tôi cũng thấy vui và ý nghĩa khi giúp chị Huyền cảm thấy hạnh phúc. Bác nào muốn thay đổi cải tạo lại không gian sống thì hãy lưu lại video này nhé để tham khảo làm cho nhà mình nha.